Từ mâu thuẫn nhỏ, bố cầm dao giết con ruột của mình và người con không chết là ngoài ý thức chủ quan của người bố. Hai bố con tham gia phiên tòa với vị trí người bị hại và bị cáo. Vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại xã Việt Hòa, huyện Quai Châu đã được Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2024. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, thường trú tại xã Việt Hòa, huyện Quai Châu, do bị anh Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1992 là con trai của bị cáo chửi, dẫn đến việc hai bố con đấm đá lẫn nhau, bị cáo Lâm đã dùng dao đâm anh Luân hai nhát vào mặt. Sau đó bị cáo Lâm bỏ đi khoảng 5 đến 6 mét, quay lại thấy Luân chưa chết, nên Lâm quay lại tiếp tục dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào vùng mặt của Luân. Hậu quả anh Luân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 85%. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Lâm 12 năm 6 tháng tù.